Chiều nay có người thương binh trở về thăm Nguyên Quang với một bàn tay còn lại. Quê hương anh mấy ai đều xa, chiều thơ êm á câu hò, ngũ hành năm cùng núi xanh lơ. Mẹ thương buồn kể anh, ngày xưa mẹ cùng cha, trai lành gái đảm thương nhau. Vì tình duyên hai đứa, ngoại già cho lấy nhau, đám cưới vài buồn cao liếp trầu. Rồi nay anh trở về, cha anh không còn nữa, mẹ anh bây giờ đã già. Ngũ hành nằm cùng núi xanh xanh, xa rồi ngọt trái nam chân, mấy dân nhiều trên đỉnh Ải Vân. Chiều nay có người thương binh không về với bàn tay năm ngón, nhưng đi về với ngàn chiến công. Anh mất đi bàn tay, nhưng còn quê hương yên lành, một ngón tay dân một cổng ngủ. Niềm vui chờ đón tương lai, thư gửi cho người yêu, viết bằng tay trái không ngay. Tình này mong đẹp mãi, như năm cụm núi quê hương, ôi năm cụm núi quê hương. Rồi nay anh trở về, cha anh không còn nữa, mẹ anh bây giờ đã già. Ngũ hành năm cụm núi xanh xanh, xa rồi ngọt trái nam chân, mấy dân nhiều trên đỉnh Ải Vân. Chiều nay có người thương binh không về với bàn tay năm ngón, nhưng đi về với ngàn chiến công. Anh mất đi bàn tay, nhưng còn quê hương yên lành, một ngón tay dân một cầm ngũ hành. Niềm vui chờ đón tương lai, thư gửi cho người yêu, viết bằng tay trái không ngay. Tình này mong đẹp mãi, như năm cụm núi quê hương, ôi năm cụm núi quê hương. Tình này mong đẹp mãi, như năm cụm núi quê hương.
ôi năm cụm núi quê hương.